Xin chào các bác, chào các bác đến với shop bên công Nhật Bãi của em. Chúc các bác ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay thì em về cho các bác được một ít cần ISO mới các bác nhá. Mấy cái cần mới về. Đợt này về không được nhiều hàng lắm. Nên là em có một chút thì em đăng lên cho bác xem nhá. Các bác ưng cái nào thì các bác báo cho em. Hôm nay tiện thì em sẽ lên cho bác một lô cần mini đấy nhá. Đấy, bán một tất một đống này luôn. Đấy, các bác nhanh tay chốt ủng hộ cho em nhá. Số điện thoại cho hàng của em là 0326 267 369. Em để góc hình vào nhá. Đấy, các bác ưng cái nào báo cho em. Em sẽ đi qua đúng 10 cây cần mini này nhá. Đây là một chiếc cần mini, nó có máy luôn nhá. Con này về các bác bán lẻ được khoảng tầm 500.000. Đây này, nó đang ghi giá là gần 700.000 nhá, 3.200. Giá cũ. Một chiếc cần của giải sự kiện cho trẻ em gì đó ở Nhật. Có máy và cây bát Pokemon nhá. Đấy, một chiếc này. Đến chiếc thứ hai nhá. Tất cả cần đây chất liệu đều là chất liệu phíp hết anh các bác nhé, chứ không phải là chất liệu carbon. Carbon thì tầm 500.000 một cây, còn phíp thì rẻ. Đấy, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này, bảy cây này, tám cây này, chín cây này, 10 này, 11 cây các bác nhé. Và từ cây này thì như em xem là nắp đĩa đầy đủ này, ở phần trên này khuyên đầy đủ nhé, nhưng một số khuyên nó sẽ hơi bị bẩn một tí nhá, kiểu như là bị han ấy. Một hai cây đấy, mili này ở tổng cộng là 11 cây nhá. 11 cây này hôm nay em lấy cho bác về cho bác kiếm lãi nhá. Mã số 1 này có giá là 1.500.000 nhá một cái đống này. Đấy, tất cái đống này nhá, có 1.500.000 thôi. Đấy, về cho bác để các bác kiếm lời nhá. Đấy, mã số 2 này. Mã số 2 là một chiếc cần của Daiwa các nhá, một chiếc cần Sud Power dài 4m2, cứng 25. Được trang bị bát là bát Fuji nhá, khoen Fuji. Đấy, cần đấy giờ ấy. Bây giờ bắt đầu mới bóc nhá, còn chưa bóc bên trong luôn đấy. Đấy, phôi bên trong đẹp quá nhá. Phôi này đẹp à. Phun bóng đẹp. Còn màng nhẹ luôn này. Đấy, lấy sao bán vậy, chưa sửa chữa, chưa lau chùi. Đấy, mã số 2, 4m2, cứng 25. Cân nặng này. G 2.54 ly nhá. 700k các nhá. Mã thứ 2. Mã số 3 này. Mã thứ 3 là một chiếc cần của Daiwa. Được sản xuất tại Thái Lan. Được trang bị bát là bát của Daiwa nhá. Khoen là khoen Fuji. Có đầu bu chụp luồn cước này. Đấy, dàn khoen là khoen Fuji, loại xư xích các nhá. Đầu bu nhựa cao cấp. Loại xư xích luôn. Có chế độ zoom từ 4.5 đến 5.3, ngoại hình gần như là mới đến 99% các nhá. Đấy, con này ngoại hình rất là mới. Quá đẹp, một chiếc cần ngoại hình mới tinh các nhá. 54.1. Con này là ngọn carbon quá nhá. Có thể là carbon đặc. Đấy, chuẩn zin cho bác nhá, cân nặng của giá này. 179g, quá nhẹ luôn. Ngọn là 0.91 ly. Mã số 3 là 900k các nhá. Đấy, xong mã số 4 này. Mã số 4 là các bác săn nhiều này. Đây là chiếc cần của loại T, mã số 4. Ngoại hình cũng mới các bác nhá. Nhưng thông số đẹp này. Thông số là 4.5.2. Hôm trước là các bác nào đang chọn cây này mà em không có đây, hôm nay về được cây này. Hy vọng rút ra mọi thứ nó an toàn. Chỉ sợ rút ra hoặc phát mất ngọn thì thôi, toàn. Đấy, zin quá nhá. Phôi quá đẹp luôn. Con này đẹp trên 90% nhá. Trên 78%. Ngoại hình đẹp luôn. Không có làm gì, zin 100%. 4.5 đợt số 2. Một chiếc cần LFT dòng 2 Plop phôi màu xanh nhá. Mã số 4 này, cân nặng ở dòng này thì rất là nhẹ các nhá. 142g luôn. Gọi là 1.29 ly. Có giá là 1.100k, mã số 4. Mã số 5. Mã số 5 là một chiếc cần của Shimano nhá. Con này hôm trước anh em về được một cây mà các bác hốt nhanh quá. Đây là một chiếc cần Shimano. Dòng Holiday ISO 4.5 đọt 2. Được sản xuất tại Chila, xuất Nhật, được trang bị bát là bát đời mới. Lắp chụp zin nhá.
lắp chụp zin. Khoen là khoen đời mới, ngoại hình mới, khá đẹp. Ra ngoài phun bên trong sẽ là màu nhám nhá. Đấy, bên trong phun nhám. Cần rất là lẩy cho bác nhá. Hôm trước về là một cây, hôm nay về là một cây. Cân nặng và giá luôn cho bác này. Nặng 158g. Gọi là 1.36 ly. Một chiếc cần 4m2 của dòng Holiday ISO. Con này có giá là 800k nhé, mã số 5. Đấy, hôm trước bác làm hột con này thì hôm nay nhanh tay chốt nhá, không tí lại mất. Đấy, em sẽ luồn lại cái dây này cho nó. Rồi, xong mã số 5 này, mã số 5 là 800k nhá. Xong mã số 6 này. Số 6 là một chiếc cần của Shimano nữa, một chiếc cần phôi dạng ánh kim tuyến cô nhá. Dạng phớt 7 màu rất là đẹp. Dài là 5m3, đoạt 1.5. Một chiếc cần được sản xuất tại Chila, xuất Nhật, được trang bị bát là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji nhá. Ngoại hình cực đẹp, mới hoàn hảo. Lô mới mới về thì em mới chọn cây đẹp long lanh em đăng lên trước. Đấy, zin 100% nhá, ngọn sợi vân vải nhá. Đấy, đẹp nhá, nguyên zin nguyên kiện cho bác luôn này. Một chiếc cần Shimano. Cân nặng này. Ký đổ 204g thôi nhá, khá nhẹ. Gọi 1.3 ly. Con này có giá là 700k các nhá. Mã số 6. Rồi, mấy cái cần có chụp này em chụp luôn vào hàng tí này em lẫn. Chụp này thì cây nào có thì có, cái nào không là không các bác nhá, chứ không mặc định là cây nào có chụp đâu ạ. Em đang cố gắng kiếm đầy đủ cho bác chụp nhưng mà lúc đến thời điểm nó không còn chụp là thua. Rồi. Cây số 6 700k nhá. Số 7 này. Cây số 7 thì làm chiếc cần của dòng Ruby. Con này được sản xuất tại Hàn Quốc coi nhá. Dài là 4,5m, đoạt là đoạt 1.5. Có chụp đầy đủ cho bác này. Đấy, 4,5m là 1.5. Chất liệu là carbon nhá, để cho bác đánh cảm giác nhá. Đấy, không lỗi làm gì thì đẹp long lanh luôn, full zin nhá. Những chiếc cần như này thì các chỉ cần xem ngoại hình thôi, còn gần như bên trong cây nào đẹp là khá là đẹp. Còn một số cái cần như dòng cắn bần của dòng lua thì nó hay bị gặm nhậm, chứ còn dòng carbon phôi bóng này gần như là nhìn qua là lắm được hết coi nhá. Đấy, cây này là cây số 7 này, cân nặng và giá luôn các bác nhá. 147. Gọi là 0.86 ly. Con này lấy các bác là 500k đó nhá. Mã số 7. Con này ngày xưa tầm 6,5m giờ rẻ. Mã số 8 này. Mã số 8 làm chiếc cần có chiều dài là 5m3, đọt 3. Dòng này là dòng để ISO bạo lực thì phải có nhá, bát rất cao nhá. Khoen là khoen Fuji, dòng khoen khoen lớn. Một chiếc cần ISO khoen lớn có nhá, 5,4 đọt 3, cứng tương đương tầm 5H. Các bác làm thích hạ tay đánh con này, đánh chép dịch vụ thoải mái luôn nhá. Dòng này gọi là ISO bạo lực, nó sẽ cứng hơn cái dòng đọt 3 của dòng ISO khoen bé nhá. Đấy, hãng con này thì nó ghi là Aitoria, dài 5,3 đọt 3, bát là bát Fuji, khoen Fuji, được sản xuất tại Chila các nhá. Cái đít này thì nó đang quấn bằng cái gì nhỉ, cái thun nhiệt nên là không nhìn rõ ở gốc nhá, nên em cứ đăng và báo giá con này giá hợp lý thôi, nặng là 400g thôi nhá. Dòng này ISO khoen lớn phối rất là dày, gọi là 1.79 ly. Con này lấy các bác là 700k các bác nhá, mã số 8. Đấy, dòng bát cao này, thường thường sẽ là dòng giá khá cao hơn so với dòng bát ngắn. Rồi sang cây số 9 này. Đúng không? 2 3 4 5 6 7 8 9. Cây này cây số 9, đây là chiếc cần Shimano nhá, được sản xuất tại Indonesia. Ở cái bản màu lâu lâu đất này thì có hai bản, một bản của Chila, một bản của Indo. Đấy, cái dòng mà
sản xuất giá này thì sẽ không có sản xuất Nhật nhé, vì giá là giá thường. Dài 5m3 đọt 3 các nhá, ngoại hình con này đẹp. Phôi bên trong đẹp nhá, con này đẹp hoàn hảo các nhá. Rất đẹp. 5m3 đọt 3, phôi màu trắng. Ngoại hình đẹp full zin 100% nhá, không có làm gì. Đấy, 5m3 đọt 3 này, mã số 9 này, cân nặng này. 288g, gọi là 1.6 ly, có giá là 700k nhá, mã số 9. Sang mã số 10 này, mã số 10 là hot này. Mã số 10 làm trước cần của Daiwa nhá, có chiều dài là 5m3. Zoom 4,5 zoom 5m3, một chiếc cần sản xuất tại Nhật Bản nhá, một chiếc cần của Daiwa. Ở dòng này thì phôi rất là lẩy và nhẹ. Các bác hạ tay câu cá khoảng tầm 2 kg đổ về cực phê nhá. Hoặc bác có thể câu máy. Đấy, 5m3 đột 1 này. Đây zoom đây các bác nhá. Chế độ zoom. Phôi bên trong con này thì cũng có sức răm nhẹ các bác nhá. Không hoàn hảo lắm. Mọi thứ zin hết cho các bác nhá. Dòng này thì cần khá là lẩy các bác nhá. Đây, một chiếc cần 5m3 đợt 1, một chiếc cần của Japan nhé, có giá 700 nhé. Con này ngoại hình đẹp thì khoảng tầm 800, nhưng ngoại hình con này thì nó không được đẹp cho lắm. Cân nặng này 187g, gọi 1.23 ly, có giá là 700k, mã số 10. Mã số 11 này, 11 làm chiếc cần MFX Nope. Đây một một bản nội địa các bác nhé, một chiếc cần nội địa. Bát là bát bát vặn này, bát vặn này là dành cho chiếc cần cao, dài 5m3 nhé, đọt độ cứng là 1.5. Con này được trang bị là phôi hai da các nhé, phôi hai da đấy, bên trọng hai da này, hai da vân con này giống hai da của Ruby đấy, nóng này có hai da các nhé, ba nóng hai da này. Lóng 4 và lóng 5 thì là carbon xoắn vòng. Ở đây là một chiếc cần lóng dài các nhé. Cần rút ra là khá thẳng. Một chiếc cần 54 rồi 1.5. Một chiếc cần nội địa. Khoen xích nhé. Ở con này thì cái đầu bu bị thay mất rồi ạ. Đầu bu con này nó không phải đầu bu xích. Đầu bu thường. 5m3 rồi 1.5 phôi da nhé. Con này nhớ bác là 600k đó nhé. Mã số 11 này. Cân nặng nhé, 227g, gọi 1.23 ly thôi nhé. Đấy, 600k rồi, mã 11. Sau mã thứ 12 này, mã thứ 12 là một chiếc cần của Daiwa nữa nhé. Con này tên của nó sẽ là Amprisa, dài 5m3 đọt 2, một chiếc cần của Daiwa dòng đời mới nhé. Con này được trang bị bát là bát của Fuji đời mới nhá. Đấy, bát là bát đời mới này. Đời dòng lại là dòng đời mới nhá. Có chế độ zoom này. Phôi carbon xoắn vòng. Dòng carbon siêu nhẹ nhá, rất thanh và nhẹ. Ngọn carbon xoắn vòng nhá. Con này thì được trang bị dàn khoen là khoen Fuji, khoen đời cao đó các nhá, nhưng mà con này chắc được chủ sở hữu dùng hơi nhiều nên cái phần sơn của khoen nó hơi bong chóc một xíu, còn khoen thì nội sứ mọi thứ ok hết. Ngoại hình con này thì tầm trung, có sức nhẹ bên ngoài các bác nhé. Đây này, có vết xước này. Đấy, con này về các bác tút lại lau chùi sạch sẽ, đánh bóng một xíu là ok nhá. Còn chất lượng thì con này dòng đời cao này, cân nặng này 206g, cũng khá ổn các nhé. Gọi là 1.44 ly, con này giá là 900k nhá, mã 12. Mã 13 này. 13 làm chiếc cần của Daiwa. Con này được sản xuất tại Việt Nam nhá. Dòng này thì anh em đang săn thế nào ấy, lên là hết nhá. Một chiếc cần 4,5 đợt 2. Phôi gốc sẽ là phôi hai da. Ở bên trong sẽ là carbon xoắn vòng màu đen. Khoen là khoen đời mới. Đấy, ngoại hình con này khá đẹp các nhá. 4,5 đợt số 2. Một chiếc cần của Daiwa sản xuất tại Việt Nam nhá. Đấy, cân nặng và giá này 168g, gọi là 1.51 ly, 700k, 13.
Mã 14. Mã 14 thì giống cần mã 13 các nhá, hai cần giống nhau, y chang. Đấy, đồng giá nhá. 13 14 xong này, sang cây thứ 15 này. 15 có làm chiếc cần VIP nhá. 15 làm chiếc cần của hãng Riwi. Con này thì lâu lắm em không gặp nhá. Một chiếc cần bản Ruby. Ruby này được sản xuất nội địa luôn các bác nhá. Được Nhật sản xuất và được trang bị phôi là phôi hai da các bác nhìn rõ này. Đấy, phôi hai da, con này là phôi hai da dòng ngẫu nhiên, không có vân mà chỉ có vân kiểu hình đám mây ấy. Ui. Đây, cái chỗ này là cái thanh nhựa này để người ta zoom các bác nhá. Các bác có thể để dùng thì dùng, các bóc ra bóc nhá. Cái này bóc ra thì hơi rắn một tí nhưng bóc được, các bác này em bóc chút nó trắng này. Đấy, bóc được nhá. Bóc. Đây zoom thì các bác đút đây này. Đấy thì nó dán chặt lại vào thì bác câu 4 lên rưỡi được. Đúng không ạ? Thì các bác bóc ra có chút rời ra thì câu 54, đấy gọi là chế độ zoom. Zoom là zoom thủ công tự làm. Đấy, phôi vân hai da các bác rõ nhá. Đấy. Vân hai da đấy. À, hai ngọn trên cùng sẽ là màu đỏ, các màu xoắn vào. Đấy nó chỉ có thế thôi. Dòng này thì được trang bị khoen là khoen Fuji. Cân nặng là 213 gram có nhá. Đấy. Con này lấy các bác cũng giá mềm này, giá là 700k thôi, mạng 15. Con này đẹp long lanh một chút nữa thì lên khoảng tầm 800, ngọn là 1.23 ly nhá. Đấy, mã số 15. 15 lại ngon này. 16 này. 16 làm chiếc cần của hãng Shimano nhá. Ở dòng này là dòng Line Master, màu này là màu cam. Dài 5m3, đoạn 1.5, được sản xuất tại Chila, xuất Nhật. Ngoại hình con này đẹp 99% nhá, có lắp chụp gì này. Con này có lắp chụp. Đấy, phôi này. Phôi đẹp hoàn hảo các nhá. Con này phôi cực đẹp, đẹp lên 99% luôn, không xước xác một tí nào nhá các nhá. Nhưng con này nó quá đẹp rồi này. Đấy, một chiếc cần ISO. Dài 5m3, đoạn 1.5. Cân nặng này 211 gram, gọi là 1.29 ly, 600k nhá, mã 16. Rồi, còn ba cây cuối cùng, ba cây này ba cây cần khoen ngắn nhá, cần ngắn. Cây 17 này, 17 làm chiếc cần của hãng Waco nhá, một chiếc cần dòng nội địa Nhật, có chiều dài là 3m7. Đấy, bát là bát Fuji tiêm vàng, phôi ở gốc sẽ là phôi hai da, còn trên sẽ là carbon xoắn vòng. Đấy, một chiếc cần 3m7 nhá. Ngoại hình cũng rất đẹp nhá, phôi cũng rất đẹp nhá. Con này được trang bị dàn khoen là dàn khoen xích, nhưng mà cái đầu bu lại bị thay rồi. Đấy, dàn khoen xích. Này các bác hạ tay đi câu giết cực phê rồi này, dòng này 3 mét mấy này câu rất hay các nhá. Rồi con này thì như theo em cảm nhận thì nó có hai lỗi nhẹ nhá. Một là đầu bu bị thay, hai là cái chân đề ba của cái khoen này người ta cắt đi rồi. Có 148 gram thôi nhá. Đấy, con này thì lấy các bác 600 nhá. Cái con hôm trước ngắn thì hơn 3m3, các bác chốt nhanh quá, nó đang nhạ tay. Ngọn là 0.98 đi nhá. Đấy, mã số 17 này, 600. 18 này, 18 là một chiếc cần của Manino Root nhá. Một chiếc cần được sản xuất tại Hàn Quốc, có chiều dài là 3m, đoạn là đoạn số 2. Bát là bát vặn nhá, khoen là khoen Fuji, dòng khoen lỡ. Đấy, một chiếc cần khoen lỡ. Phôi ngoại hình thì đẹp mà khoen cần này đọt bé thân bé mà khoen lỡ thì cảm giác cần sẽ hơi mềm, mà bong khuyên ra rút khuyên ra thì thanh cứng. Đấy, ngoại hình thì đẹp quá nhá. Mã thứ 18 cũng lấy các bác 600k đó nhá. Cân nặng này 140 gram, gọi 1.76 ly các nhá. Mã thứ 18 xong này. Đây sang 19 này, 19 làm chiếc cần VIP nhá. Cần này để bác sưu tầm này, không có đâu. Dòng này cực hiếm nhá.
Ở đây là trước cần có đai qua, con này dòng là dòng Kevlar carbon có nhé, dài 3 mét. Đấy, một chiếc cần siêu VIP để cho bác siêu tầm. 3 mét mà 5 mét 4 đã hiếm rồi chứ không nói đến 3 mét. Bản này dành cho anh săn đang săn rất nhiều nhá, siêu tầm nhá. Đấy, gốc là gốc lở này. Dài 3 mét này. Đọt cứng tương đương tầm đọt 2, em đã vẩy thử rồi. Con này dòng này thì khuyên nó chỉ là khuyên Fuji nó chứ thường thôi nhá. Còn các bác nào có điều kiện các bác lên cho em bộ khuyến xích thì đẹp. Khá cứng nhá, cần cứng thanh. Đấy, dài 3 mét. Đấy, mình sẽ cần Kevlar nhá. Rồi cân nặng này. Hơi tiếc con này khoen xích thì ngon, nó là khoen thường thì giá sẽ mềm hơn một chút xíu. Con này tăng khoen xích lên khoảng tầm 2 triệu một cây này đó nhá, ngọn này. 1.3 ly nhá. Con này lấy các bác là 1.500.000 thôi, mã thứ 19. Đấy. Hết, hôm nay lên cho các bác 19 cây thôi. Có gì ngày mai em lại lên tiếp cho các bác nhé. Xem các bác ưng cái nào báo cho em, hẹn các bác clip tiếp theo. Bye bye.